Kính thưa chư quý vị và chư quý đồng đạo, để nối tiếp chương trình là bài Nghĩ những ngày qua. Năm Canh Thìn 1940, tại nhà thương Chợ Quán, trong một thoáng tư duy, chợt nhớ lại những điều trong tận cõi lòng mình qua tâm thức. Với bao sự ngạc nhiên, Đức Giáo Chủ Phật Giáo Hòa Hảo viết bài Nghĩ những ngày qua. Trân trọng kính mời chư quý vị cùng nghe. Nam Mô A Di Đà Phật. Bây giờ ngồi nghe những ngày lòng ta là không chẳng nhớ nhà, nhớ cả vạn dân trong bốn biển gặp hồi truy lạc đau càng xa. Mộng hồn trong bóng dần vơ bay, sương tỏa trắng trong chói rặng đài, bóng xe tà tà về núi ngộ, trong chừng ông tàu ve tù hay. Ông hỡi khách chờ, khách sẽ xem cảnh cũ ơi thôi, quá cũ mềm, dùng dây đỡ nâng cơn sấm chớp, vinh hoa phục chốc vui mừng cuộc trí trị, cùng nhau hiệp mặt hết sầu bi, tình yêu nhân loại càng thêm đậm. Có lẽ chân nhân lúc thành thì xúc động tâm hoài, gọi chúng sanh thoát ly cảnh tục sớm tu hành, giác thuyền đến bên đưa người thế, chớ đắm hồng trần nẻo lời Đà